Chúng ta đang học bài học để từng bước biến bản thân của chúng ta trở thành một người có suy nghĩ của một người giàu, suy nghĩ của một người thành công. Người nghèo thì luôn luôn than thân, trách phận. Người giàu thì luôn luôn tìm cách để vượt qua hoàn cảnh hiện tại của mình. Vậy hỏi là con đường làm giàu, hành trình thành công này nó đau khổ hay nó sung sướng? Đau khổ hay sung sướng? Sao lại đau khổ? Nếu mà làm giàu mà khổ thì làm gì? Không ai làm để khổ. Mà làm để làm gì cả nhà? Để sướng, có đúng không? Làm để sướng chứ không ai làm để khổ. Cho nên hành trình thành công của chúng ta là hành trình để chúng ta sung sướng, để chúng ta có được một cuộc sống tốt hơn. Đúng nha. Cái khó khăn đấy nó chỉ gọi là trạng thái tâm lý thôi, rồi nó cũng sẽ qua rất nhanh. Nó chỉ còn lại với chúng ta là sổ đỏ thì vẫn còn nguyên si đó. Tiền trong số tài khoản vẫn còn nguyên đó, đúng không? Còn trạng thái thì thực ra là bạn không đi làm giàu, bạn vẫn khổ. Bạn có đồng ý với tôi không? Ai đó chỉ đi làm công, chỉ đi làm thuê cho người khác vẫn khổ như bình thường, vẫn khó, vẫn khổ, vẫn từng đó trạng thái cảm xúc. Tôi nói điều này có đúng không cả nhà? Vậy làm giàu hay làm nghèo về mặt khó khăn là giống nhau. Nó khác nhau ở mặt kết quả. Là thâm niên của việc làm nghèo nhiều năm thì ngày càng nghèo đi. Bởi vì vật giá mọi thứ đều tăng trưởng, số tiền mình kiếm được thì nó càng ngày càng ít đi. Còn làm giàu thì sao ạ? Nếu mình giỏi đúng không? Mình càng ngày càng trưởng thành hơn, cách làm của mình càng ngày càng hiệu quả hơn thì khả năng kiếm tiền của mình sẽ càng ngày càng tốt hơn. Thì cuộc sống của mình sẽ càng ngày càng sướng hơn. Để cho nên hành trình thành công là hành trình làm cho cuộc sống của chúng ta trở lên, đúng rồi, sướng hơn và tốt hơn. Bạn viết xuống đi. Hành trình thành công là hành trình phát triển. Là hành trình phát triển. Và làm cho cuộc sống của chúng ta phải của những người xung quanh trở nên tốt hơn. Xong chưa cả nhà? Hành trình thành công là hành trình phát triển, là hành trình làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Nhiều người bảo là tại vì sao tôi lại phải làm nó? Tại vì sao tôi lại phải làm những việc vất vả như thế này? Vì sao tôi phải khó khăn và khổ mỗi ngày như này? Và sau đó họ từ bỏ. Bạn đã từng chưa? Nhưng chúng ta phải nhìn đến một tương lai xa hơn. Là bạn không làm những việc đó, bạn vẫn cứ khó khăn y hệt như vậy. Đúng không? Chừng nào chết thì mới hết khổ. Chuẩn chưa cả nhà? Chỉ có chừng nào chết là hết khổ. Hoặc trường hợp số 2 là đứng xẻo rãi dưới gốc cây, nhìn đâu cũng cười, nhìn đâu cũng vui. Đấy là trường hợp gì cả nhà? Đấy, dây thần kinh của nó là chập nhăng 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 rồi, nó không bình thường. Trường hợp đấy thì nhìn đâu cũng vui hết. Còn một người bình thường lúc nào cũng khổ. No quá lại than, đói mà ăn nhiều quá có than không? Con đang mệt mà cho buồn ngủ quá, cho ngủ nhưng ngủ nhiều quá mắt sưng húp lên lại than, có không ở nhà? Đấy là sướng quá cũng than. Thế mới nói là con người không lúc nào hết khổ, chuẩn chưa cả nhà? Vậy thay vì khổ của cái việc làm nghèo thì tôi chọn khổ của việc trả lời khổ của việc. Khổ có việc. Rồi high five, tôi chọn khổ của làm giàu. Rồi nghe có hợp lý không cả nhà? Chúng ta đang học bài học
để từng bước biến bản thân của chúng ta trở thành một người có suy nghĩ của một người giàu, suy nghĩ của một người thành công. Người nghèo thì luôn luôn than thân, trách phận. Người giàu thì luôn luôn tìm cách để vượt qua hoàn cảnh hiện tại của mình. Điều này có đúng không cả nhà? Thế cho nên là cứ ngồi đấy mà than thì đừng có mơ mà giàu. Việc của chúng ta là không than thở mà phải đúng rồi, mà phải không than thở, phải không than thở, phải không than thở, phải rồi high five, không than thở, phải tiến lên. Và viết nó xuống sổ đi bạn, không than thở. Không than thở mà phải tiến lên. Không than thở. Không than thở mà phải tiến lên. Không than thở. Than là thói quen. Than là thói quen. Nắng quá, mưa quá, tôi không than bao giờ. Tôi chỉ có sướng quá. Nếu có than thì sướng quá, chứ không có than cái gì hết cả. Thấy không? Tư duy của mình ấy, nó sẽ thành một thói quen. Nếu ngày hôm nay mình chấp nhận mình than một việc này một xíu thôi, than thở để cho bớt khổ, thì tức là chúng ta không chấp nhận chịu đựng để trở nên mạnh mẽ hơn. Và dần dần nó thành quen. Hôm nay một tí, mai một tí, ngày kia một tí. Giống như là ăn ấy. Thôi hôm nay nốt miếng này, mai giảm cân. Bao nhiêu cái nốt rồi cả nhà? Đấy, nó sẽ thành quen đúng không? Rất nhiều cái nốt. Và mãi không được. Thế cho nên được rằng là tuyệt đối không than thở. Không than thở, phải tuyệt đối không than thở. Biết chưa? Tuyệt đối không than thở. Không biến bản thân của mình thành người hay than thở. Bạn có muốn thành công không? Ai muốn thành công giơ tay. Rồi. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.